Thư thứ nhất của Führer Đoạn 2 Vậy anh em hãy từ bỏ mọi điều độc ác, xảo trá, đạo đức giả, ghen tị và mọi chuyện vu cáo. Anh em hãy khát khao sửa thiên liêng, thuần khiết như trẻ sơ sinh, để nhờ đó anh em được lớn lên trong sự cứu rỗi. Nếu anh em đã nếm biết Chúa là ngọt ngào, hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị loài người loại ra nhưng được Đức Chúa Trời chọn lựa và quý trọng. Hãy để Ngài sử dụng anh em như những hòn đá sống mà xây nên ngôi nhà thiêng liêng và nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà làm chức tế lễ thánh để dân sinh tế thiên liêng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì Kinh Thánh chép: Này ta đặt tại Si-ôn một hòn đá hòn đá góc nhà đã được lựa chọn và quý trọng ai tin đá ấy sẽ không bị hổ thẹn vậy với anh em là người đã tin thì ngài là quý giá nhưng với những kẻ không tin thì hòn đá bị thợ xây loại ra đã trở nên đá góc nhà và là hòn đá gây cho vấp chân tảng đá làm cho vấp ngã họ bị vấp ngã vì không vân giữ đạo như đã định sẵn cho họ rồi nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn là chức tế lễ hoàng gia là dân tộc thánh là dân thuộc riêng về đức chúa trời để anh em rao truyền công đức vĩ đại của đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tâm đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của ngài trước kia anh em không phải là một dân nhưng bây giờ là dân đức chúa trời trước kia không được thương xót mà bây giờ được thương xót. Thưa anh em yêu dấu, anh em như người khách lạ, kẻ tha hương. Tôi khuyên này anh em, phải cử kiên những dục vọng xác thịt là điều chống nghịch với linh hồn. Hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để dù họ có nói xấu anh em là người gian ác, họ vẫn thấy được việc lành của anh em và tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày Ngài thăm viếng vì chúa hãy thuận phục mọi thẩm quyền của loài người hoặc với vua là người nắm quyền tối cao hoặc các tổng đốc là những người được vua phái đến để trừng phạt kẻ làm ác và khen thưởng người làm lành vì ý muốn của đức chúa trời là anh em làm điều lành để làm câm lặng lời ngây ngô của những kẻ ngu dại là đầy tớ của đức chúa trời anh em hãy sống như những người tự do nhưng đừng dùng sự tự do của mình làm màn che sự gian ác hãy tôn trọng mọi người yêu thương anh em cùng niềm tin kính sợ đức chúa trời tôn trọng vua là những đầy tớ anh em hãy tuân phục chủ mình với cả lòng kính sợ không chỉ với những người chủ hiền lành tốt bụng mà cả với người chủ khó tính nữa nếu vì nhận biết đức chúa trời mà anh em chịu đau đớn khốn khổ một cách bất công thì đó là một ơn phước nếu làm điều sai quấy mà anh em bị đánh đập và cam chịu thì có gì đáng khoe đâu nhưng nếu anh em làm lành mà chịu đau khổ thì đây là một ơn phước trước mặt đức chúa trời anh em đã được kêu gọi đến điều đó vì đấng christ cũng đã chịu khổ cho anh em lưu lại cho anh em một gương để anh em noi dấu chân ngài ngài không hề phạm tội nơi miệng ngài không thấy điều dối trá khi bị nguyền rủa ngài không nguyền rủa lại lúc chịu đau khổ ngài không hề hăm dọa nhưng phó thác chính mình cho đấng phán xét công minh ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể ngài trên cây gỗ để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính nhờ những vết thương của ngài mà anh em được chữa lành. Vì anh em như chiên đi lạc, nhưng bây giờ đã trở về với đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Châm ngôn chương 16 Những toan tính trong lòng là việc của con người, nhưng câu trả lời đến từ Đức Giê-hô-va. Mọi đường lối của con người đều là trong sạch theo mắt mình, nhưng Đức Giê-hô-va đánh giá tấm lòng. Hãy phó thác công việc của con cho Đức Giê-hô-va thì những lo toan của con sẽ được thành tựu. Đức Giê-hô-va dựng nên muôn vật đều có mục đích, ngay cả kẻ ác cũng là để dành cho ngày tai họa. Đức Giê-hô-va ghê tởm mọi kẻ có lòng kiêu ngạo, chắc chắn nó sẽ không tránh khỏi hình phạt. Nhờ sự nhân từ và chân thật mà tội lỗi được tha thứ, bởi sự kính sợ Đức Giê-hô-va, người ta tránh khỏi điều ác. Khi Đức Giê-hô-va hài lòng về phẩm hạnh của người nào, thì Ngài khiến kẻ thù hòa thuận với người ấy. Thà ít của mà sống công chính, còn hơn là nhiều hoa lợi mà sống bất công. Con người hoạch định đường lối mình, nhưng Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người. Sấm ngôn ở trên môi vua, miệng vua sẽ không sai lầm khi xét xử. Cán cân và bàn cân chính xác thuộc về Đức Giê-hô-va. Mọi quả cân trong bao là công việc của Ngài. Hành động gian ác là điều ghê tởm cho vua Chúa, vì nhờ sự công chính mà môi nước được vững bền. Môi miệng công chính khiến vua hài lòng. Vua ưa thích lời nói của người ngay thẳng cơn giận của vua như sứ giả sự chết nhưng người khôn ngoan làm nó nguôi đi sắc mặt vua sáng ngời chiếu ra sự sống ân huệ vua như mây đem lại mưa xuân được khôn ngoan quý hơn vàng ròng biết mấy được thông sáng đáng chuộng hơn bạc biết bao con đường người ngay thẳng là tránh xa điều ác ai canh giữ đường lối mình là giữ linh hồn mình sự kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt theo sau và tính tự cao đi trước sự sa ngã thà sống khiêm nhường với người cùng khốn còn hơn là chia của cướp với kẻ kiêu ngạo ai giữ theo đạo lý tìm được ích lợi và ai trông cậy nơi đức jehovah thật phước biết bao người có lòng khôn ngoan được gọi là người hiểu biết lời dịu dàng gia tăng tri thức người có được thông sáng tức là có được nguồn sự sống nhưng sự điên rồ là hình phạt của kẻ ngu dại lòng người khôn ngoan dạy dỗ miệng mình và thêm sự học thức cho đôi môi lời nói ân hậu giống như tàng ong ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh cho xương cốt có một con đường dường như chính đáng cho loài người nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết bụng đói khiến người ta làm việc miệng muốn ăn thúc giục họ phải làm kẻ vô đạo mưu toan hại người trên môi nó như có ngọn lửa hừng kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh kẻ phỉ báng chia rẽ bản thân kẻ hung bạo quyến dụ bạn mình và dẫn người vào con đường không tốt kẻ nhắm mắt mưu toan điều ác kẻ bậm môi thực hiện việc gian tả. Tóc bạc là vương miện vinh quang dành cho người đi trong đường công chính. Người chậm giận thắng hơn dũng sĩ và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Người ta rút thăm trong vạt áo nhưng mọi quyết định đến từ Đức Jehovah. Châm ngôn chương 17 Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại tranh cãi nhau. Một đầy tớ khôn sáng sẽ cai trị trên đứa con hư hỏng của ông chủ và được hưởng cơ nghiệp với các anh em trong nhà. Nồi để luyện bạc, lò để luyện vàng, nhưng Đức giê va thử lòng của loài người. Kẻ làm ác hướng lòng về môi gian ác, kẻ hay nói dối lắng tai nghe lưỡi hiểm độc ai nhạo báng người bần cùng là sỉ nhục đấng tạo hóa mình ai vui mừng về tai họa sẽ không tránh khỏi bị trừng phạt vương miện người già ấy là đàn con cháu còn vinh dự của con cháu ấy là bậc cha ông lời tốt lành không xứng với kẻ ngu dại môi miệng giả dối lại càng không xứng với bậc vương giả của hối lộ giống như viên ngọc thần dưới mắt kẻ sở hữu nó. Dù xoay hướng nào, hắn cũng thành công. Người nào che đậy lỗi lầm, tìm kiếm tình yêu thương. Còn ai nhắc đi nhắc lại vấn đề, chia rẽ tình bạn thân thiết. Lời của trách thấm sâu vào người hiểu biết hơn là trăm roi đánh vào kẻ ngu dại. Kẻ gian ác chỉ tìm cách phản loạn. Một sứ giả dữ tợn sẽ được sai đi đánh nó. Thà người ta gặp gấu cái bị cướp con hơn là gặp kẻ ngu dại trong sự điên cuồng của nó. Kẻ nào lấy ác trả thiện, tai họa sẽ không bao giờ lìa khỏi nhà nó. Khởi đầu cuộc tranh chấp như khai nguồn nước chảy, vậy hãy thôi tranh cãi trước khi nó bùng nổ. Người xưng kẻ ác là công chính và kẻ lên án người công chính. Cả hai đều ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va. Ích lợi gì cho kẻ ngu dại cầm bạc trong tay để mua sự khôn ngoan khi nó không có lòng ham học bạn bè thương mến nhau luôn luôn và anh em sinh ra để giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn kẻ thiếu hiểu biết vội vàng giao kết đứng ra bảo lãnh người lân cận mình ai ưa tranh cạnh ưa điều tội lỗi ai xây cửa cao tìm kiếm sự sụp đổ kẻ có lòng xảo trá không tìm được phước lành và ai có lưỡi gian tà sẽ xa vào tai họa ai sinh con ngu muội sẽ phải buồn phiền cha của kẻ ngu dại chẳng vui vẻ gì lòng vui mừng vốn là một phương thuốc hay còn trí nao sờn làm cho xương cốt khô héo kẻ ác lén lút nhận hối lộ để làm sai lệch cắn cân công lý người hiểu biết hướng mặt về sự khôn ngoan nhưng con mắt kẻ ngu dại ở nơi địa cực. Con ngu muội là điều buồn giàu cho cha và là nỗi cay đắng cho mẹ đã sinh ra nó. Phạt vạ người công chính là không đúng. Đánh người đáng kính vì lòng ngay thẳng của họ là sai lầm. Ai nói năng dè dặt là người có tri thức. Ai có tính điềm tĩnh là người thông sáng. Khi giữ im lặng, dù người ngu dại cũng được kể là khôn ngoan. Người biết kiềm chế môi miệng được xem là thông sáng. Châm ngôn Chương 23 Khi con ngồi ăn với người có chức quyền, hãy để ý kỹ ít người ở trước mặt con. Nếu con vốn tham ăn, hãy để con giao nơi cổ họng con. Chớ thèm món ăn ngon của người vì đó là thức ăn phỉnh gạt, con đừng nhọc công để làm giàu. Hãy thôi nhờ cậy sự thông sáng của con. Khi con liếc mắt vào sự giàu sang, có phải nó đã bay mất rồi không? Chắc chắn nó mọc cánh như chim đại bàng và tung cánh bay lên trời cao. Đừng ăn bánh của kẻ có mắt gian ác, cũng đừng tham muốn những món ngon của hắn. Vì điều hắn nghĩ trong lòng mới chính là con người hắn. Hắn nói với con hãy ăn uống đi. Nhưng hắn không thật lòng với con. Miếng ăn mà con đã ăn, con sẽ mở ra và uổng phí những lời tốt đẹp của con. Đừng nói vào tai kẻ ngu dại, vì nó sẽ coi khinh lời lẽ khôn ngoan của con. Đừng rời cột mốc danh giới xưa, và đừng xâm phạm cánh đồng của kẻ mồ côi. Vì đấng cứu chuộc của họ là đấng quyền năng sẽ bênh vực sự kiện tụng của họ chống lại con. Hãy chuyên tâm về lời khuyên dạy và lắng tai nghe các lời tri thức. Đừng bỏ qua việc dân dạy trẻ thơ, dù đánh nó bằng roi, nó sẽ chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi là giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Hỡi con ta, nếu lòng con khôn ngoan thì chính lòng ta cũng sẽ vui mừng. Phải, tận đáy lòng ta sẽ hớn hở khi miệng con nói điều ngay thẳng lòng con đừng ganh tị với kẻ tội lỗi, nhưng hằng ngày hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, vì chắc chắn sẽ có một kết thúc tốt đẹp và hy vọng của con sẽ chẳng thành ra luống công. Hỡi con ta, hãy nghe và trở nên khôn ngoan, hãy hướng lòng con vào đường chính đáng, đừng nhập bọn với những tên bợm rượu hoặc với những kẻ tham ăn, vì bợm rượu và kẻ tham ăn sẽ trở nên nghèo khổ còn kẻ mê ngủ sẽ ăn mặc rách rưới hãy nghe lời cha đã sinh ra con đừng khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu hãy mua chân lý sự khôn ngoan lời khuyên dạy và sự thông sáng đừng bao giờ bán đi cha của người công chính sẽ có niềm vui lớn người nào sinh con khôn ngoan sẽ vui mừng về nó Ước gì cha và mẹ con được hớn hở và người đã sinh ra con được mừng vui. Hỡi con ta, hãy dâng lòng con cho ta và mắt con hãy vui thích trong đường lối ta. Vì kỹ nữ là một cái hố sâu và dâm phụ là một cái giếng hẹp. Nó đứng rình như một kẻ trộm, làm tăng thêm nhiều kẻ bất trung trong loài người. Nguy hại của rượu ai bị hoạn nạn ai rên xiết ai cãi cọ ai than thở ai bị thương tích vô cớ ai có con mắt đỏ đó là những kẻ nấn ná bên rượu đi nếm thứ rượu pha đừng nhìn rượu khi nó đỏ hồng lúc nó chiếu sao trong ly và tuôn chảy dễ dàng cuối cùng nó cắn như rắn tiết răn nọc như nọc rắn độc Mắt con sẽ nhìn người dâm phụ và lòng con sẽ nói điều gian tà. Thật, con sẽ như người nằm giữa đáy biển, khác nào kẻ nằm trên chót cột buồm. Con sẽ nói rằng, người ta đập tôi nhưng tôi không đau, người ta đánh tôi nhưng tôi không cảm biết. Khi tôi tỉnh dậy, tôi sẽ trở lại tìm uống nó nữa.